vì hồi trước tới giờ bác làm việc lớp toàn mở chung với lại bác hai biệt không à, chưa có một cái chỗ nào riêng biệt hết trơn á, phục vụ các bạn chưa có được đã lắm, cho nên là mình muốn có một cái store riêng, một cái store lớn, một cái store hoành tráng chỉnh chu nhất để có thể đưa những cái sản phẩm tốt nhất của tụi mình, những cái service tốt nhất của tụi mình và cái tâm tư tình cảm của mình dành cho các bạn. Các bạn, lại mình đây, mình là Hoan Mai và đây là Chi Chi. Thì em biết thì cái kênh vlog này là tụi mình muốn cho các bạn biết rõ hơn về những cái công việc mà các local rem đang làm. Thì hiện tại đây là cái vlog này là sẽ nói về một trong những cái công việc mà các local rem sẽ thường làm nhất, đó chính là xây dựng một cái cửa hàng như thế nào cho hợp lý và đẹp. Thì hiện tại thì là mình nay mình sẽ mời các bạn tới cái công trình mà tụi mình đang làm, đó là một cái cửa hàng thứ mấy của mình nhỉ? Đây là cửa hàng thứ 8. Đây là cửa hàng thứ 8 của tụi mình, và là cửa hàng này thì tụi mình mở riêng về cho Bad Rabbit thôi. Nào, mời các bạn cùng xem nhé. Giang đang tự khúc mặt bằng, tại vì mặt bằng mình chỉ thích cái đường đó thôi, nhưng mà trên cái đường nó như thế này thì mình chỉ thích khúc 1/3 này thôi. Thì để kiếm được một cái mặt bằng ở trong cái khúc đường đó thì cực kỳ khó luôn. Mình phải chầu chực biết bao nhiêu tháng rồi, thì may mắn là mình đã mướn được cái mặt bằng như thế này. Cái mặt bằng này mình thấy khá là ok, tại vì là nó nằm ở D2, nó là một cái tuyến đường chính ở Bình Thạnh. Cái thứ hai là nó có tập trung nhiều trường đại học quanh đây, và các bạn sinh viên đó thì là hay sử dụng sản phẩm của bên Bad Rabbit và Bad Rabbit. Thì đó là lý do mà mình quyết định tụi mình chọn cái vị trí mặt bằng đắc địa ở đây. Còn về nhà nát hay không á, thì là khi mà mình làm cửa hàng á thì mình thấy nhà càng nát thì tụi mình lại càng khoái. Tại vì là khi mà cái nhà càng nát thì tụi mình có thể sửa lại tất cả để đúng theo ý của tụi mình nhất. Mình là Khoa, thì mình đã làm việc hợp tác với Hoang và Chi đã được một năm nay. Thì mình đã cùng Hoang và Chi thực hiện những cái dự án của Bad Rabbit và Bad Rabbit Club. Đối với cái công trình bên D2 lần này á, thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cái mặt bằng đã xuống cấp rất là tệ rồi. Tại cái nhà này là gọi là đã xuống cấp khá là trầm trọng, từ tường cho tới các hệ thống điện. Đây, với xem đây là một cái phần của dao huyền thoại mà hồi bé nhà mình thì có. Mà các bạn kiểu 99-2000 thì chắc chưa thấy đâu, nhưng mà đối với những người mà có thể 9 nít lại đầu như mình á, thì là đây là một cái gọi là cái hệ thống điện huyền thoại đó. Thì khi mà bắt tay vào cái công trình này, mình phải xử lý rất là nhiều vấn đề trong đó. Thì hệ thống điện, hệ thống nước, và mình phải cải tạo lại cái sàn và tường. Ở đây phòng này thì nó gồm có màu xanh min ở trên trần, thì anh muốn kết hợp với lại màu tím và màu sáng. Màu tím thì em thấy ok, nhưng mà em muốn nó ra được cái tông bé teo của màu tím khoai môn á, bé teo nhạt á. Dạ, màu đó không phải. Xử lý rất là nhiều vấn đề để cải tạo lại cái không gian cho nó mới lại. Hai số tiền của căn nhà này mình sẽ thay thế là hàng mới hết, tạo hiện chưa có đèn điện. Khi mà mình nhận nhà, cái nhà rất là cũ luôn, giống như là cái nhà đã được chắc cũng được xài 3-4 thế hệ rồi, cho nên là từ phần thô rồi tường nền gì đó nó quá đá hết trơn rồi, cho nên mình phải làm lại từ đầu hết trơn, cho nên là vừa tốn rất là nhiều chi phí mà cực kỳ khó nữa. Tại vì cái concept mà mình đưa ra để thật sự mình để cho nó giống cỡ 90-100% á, thì thật sự rất là tốn nhiều công sức luôn. Đó, thì các bạn như đây là thì mới đầu là nó không có cái máy vò, cái vò mà tụi mình vừa mới ốp vô xong. Thì trước đó là nó là một cái cầu thang đi lên, và nhìn nó rất là cũ, nhìn nó cũng xến nữa. Thì nói chung là tại vì do những cái nhà mà xây dựng thời Việt Nam hồi xưa thì ta sẽ hiểu cái kiến trúc kiểu như vậy, thì nó đại khái, nên là tụi mình bắt buộc là tụi mình phải làm một cái phần ốp để che, cái vừa là quầy cắt tóc xe, vừa là để che đi cái phần cầu thang nhìn hơi kỳ đó.
cầm vô chồng. Thấy là thì bên mình cũng đang thi công và dự tính thì chắc cũng phải giữa tháng 9 xong. Tiếp sau đó đây là sẽ là cái phòng thay cái đồ. Cái bên trong này thì mình cũng chạm mình thì anh kia thiết kế thì dùng vàng hay với trắng rất là ok, nhìn dễ thương và nó kiểu nó vừa hiện đại mà nó cũng hơi vừa kiểu vintage retro thì cái khu vực này sẽ là cái phòng thay đồ mà tụi mình sẽ làm một cái dạng như là mình sẽ để một cái sofa ở đây, xong rồi cây, xong rồi là cái chỗ ngồi thì nói chung là nó sẽ rất là dễ thương luôn, dạ hình đi. Đây không đơn giản là một cái shop quần áo mà mình còn muốn mọi người enjoy cái space mà mình đã dành cho mọi người. Các bạn có thể tới đây mua sắm, tham quan shop cũng được, hoặc là check in, và cực kỳ đặc biệt nhiều điểm check in cực kỳ cute luôn nha. Tụi mình quyết định là tụi mình sẽ chọn cái phong cách là ice cream store cho cái cửa hàng của bán đặc biệt lần này. Thì tông màu chủ đạo nó sẽ là phong cách là pop art và là tông màu pastel. Tôi nghĩ là mình vẫn dùng cái màu hồng chủ đạo của cái chi tiết camo của mình, nhưng mà nó sẽ đậm hơn cái sàn một xíu, nó tương tự như vậy. Nó sẽ vẫn nó nhạt hơn cái màu hồi nãy của mình, cái màu gốc, nhưng mà nó sẽ đậm hơn cái sàn. Theo ý em thấy là anh Khoa pha ra được một cái màu vàng trứng, nó cũng ná ná cái màu vàng này rồi. Đúng rồi, thì anh sẽ dùng cái màu vàng đó. Xem thử cái tông màu đó. Còn cái màu vàng thì nó rất chung mức. Tức là anh nghĩ trong một vài cái chi tiết á, mình sẽ sử dụng một vài màu gốc. Yeah. Như màu gốc để điểm một vài chi tiết nhỏ. Giống như em thấy cái vòm á, mình đúng lấy màu gốc thì... Những cái vòm đó anh tất cả là có 5 cái vòm, anh sẽ dùng 5 cái màu của mình. Đúng. Nhưng mà nó màu sẽ nó sẽ đậm hơn và rực hơn ở chỗ cái vòm đó. À còn cái máy gấp phốt thu ông á thì mình sẽ sơn lại màu gì ta? Anh cũng đang nghĩ là một trong hai màu là màu vàng hoặc là màu xanh. Nó sẽ vô cái chỗ đó nó sẽ rất là đẹp, thì chọn màu xanh. Màu xanh dương cũng đẹp á. Xanh dương hả? Xanh dương nhạt á. Em xem thử trong cái bảnh màu pastel á có. Đối với mình thì cái công trình bên D2 này là một cái công trình rất là thú vị, bởi vì những cái idea và concept của Chi đưa ra cho mình thì đối với mình rất là mới lạ, bởi vì mình chưa từng thực hiện một cái công trình shop hoặc là một cái công trình nào tương tự như vậy. Ice cream các bạn mấy cái concept nó đẹp lắm, hoàn cái sàn thử. Rồi anh thấy thường cái tiệm kem nó thường nó sẽ có họa tiết sọc trắng. Ồ, dễ thương á. Anh là cái máy gấp thú màu xanh này hoặc là màu xanh min cũng được. Em thấy màu nào cũng sơ đi hết. Những màu xanh min thì nó sẽ đỡ lại hơn trong cái đống đó. Màu xanh min nó sẽ giống cái phần trần của mình. Dạ. Nó không có quá nhiều màu, tức là cái của mình nó nhiều màu nhưng mà những cái màu sắc nó đều đi với nhau. Thì anh nghĩ nên dùng cái màu xanh min, nó sẽ vẫn đi chung với những cái bộ màu đó. Yeah, okay. Mình rất là thích làm việc cùng với Hoang và Chi, bởi vì tư duy của Hoang và Chi nó rất là mới lạ, rất là sáng tạo và rất là phá cách. Thì đối với một người thiết kế và làm thi công như mình thì những cái điều đó nó tạo cái sự hứng thú trong quá trình làm việc. Thì tụi mình đã làm việc gắn bó với nhau cũng được một thời gian rất là dài. Kiểu như tuyển là sắc. Từ tuyển sắc đó. Đó, đó. Cây kim giả giống như cây kim thiệt đó. Ở bên Khoa có người làm cái đó không? Cái đó anh có thể làm được. Em thấy cái vòng này của Hoàng, cái vòng của mình mà nhìn nó ảo hơn nhiều, nó đi thêm đèn đó Khoa. Cái vòng của mình trên thực tế là có đèn nữa. Có đèn cái nữa. Vòng của mình thì khi mà hoàn thành cái đó xong anh sẽ ốp đèn lên sau. Thì nó sẽ có đèn giống vậy nữa. Thì cái phòng bên trong phòng thay đồ á thì anh vẫn sẽ sử dụng những cái tông màu đó kết hợp với những cái đèn neon màu. Thì ở trong một vài góc cho nó điểm thêm.
tụi mình đã cố gắng thiết kế để cho không có một cái góc chết nào trong cái cửa hàng hết, và các bạn có thể tới check in, chụp hình này nọ rất là nhiều. Và có thể nếu mà khi cửa hàng phát triển lên nữa thì tụi mình có thể sẽ làm một cái gì đó, một cái studio hay cái quán cà phê nào đó xinh trên sân thượng để các bạn có thể lên các bạn chơi với cùng thỏ vui hơn. À, đây cũng là món quà mình dành tặng cho các bạn sinh viên Hưu Tết, tại vì mình học Hưu Tết. Cho nên là đây giống như là sau khi mình ra trường á, mình muốn làm một cái gì đó liên quan tới trường đại học của mình hết trơn á. Và đây, mình đã làm được rồi. Đây là một món quà mình dành tặng cho các bạn sinh viên Hưu Tết. Sau giờ học các bạn có thể ghé qua chơi hay là mua sắm các kiểu nha. Ok, cảm ơn các bạn. Okay.